Tết Trung Thu là dịp các em thiếu nhi luôn háo hức chờ đợi để được rước đèn phá cỗ. Và năm nay, nhiều em nhỏ ở vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh đã được đón đêm hội trăng rằm ấm áp, trọn vẹn. Các em không chỉ được phá cỗ, rước đèn mà còn được nhận những món quà ý nghĩa từ các cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm trong dịp Tết Trung Thu. Tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Dền Sáng, 18 giờ mới bắt đầu chương trình Trăng Sáng Dẻo Cao do huyện đoàn, hội đồng đội huyện Bát Sát phối hợp với quỹ Mùa Đông Ấm tổ chức. Nhưng ngay từ đầu giờ chiều, rất đông các em nhỏ đã có mặt. Không tàn đây nữa chứ. Tức là này, các cô giáo còn non nhé. Có những em lần đầu tiên được cầm đèn ông sao, được rước đèn, trông trăng và phá cỗ. Lạ lẫm nhưng sẽ là khoảnh khắc đẹp đọng lại trong ký ức tuổi thơ của mỗi em. Con cảm thấy đi rước đèn Trung Thu rất vui, đi chơi với bạn bè nói chuyện và đi về thì vẫn vui. Cháu cảm thấy Trung Thu năm nay rất là khác biệt bởi vì có rất là nhiều người, đông hơn so với năm ngoái. Với lại bánh kẹo cũng nhiều hơn, học sinh cũng nhiều hơn ạ. Không chỉ mang đến không khí rộn ràng tại đêm hội Trăng Sáng Dẻo Cao, huyện đoàn Bát Sát và các nhà hảo tâm đã trao tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn những suất học bổng, những món quà ý nghĩa. Qua cái kết nối của huyện đoàn thì có quỹ Mùa Đông Ấm và rất nhiều các tổ chức cá nhân đã gửi tới cho các em thiếu nhi của xã Dền Sáng những món quà thật sự ý nghĩa, có thể là bánh kẹo, có thể là bằng tiền mặt và có thể là bằng các công trình xây dựng. Nhân dịp Trung Thu 2023 thì huyện đoàn, hội đồng đội huyện Bát Sát chúng tôi cũng đã vận động kinh phí để hỗ trợ cho trên 2.000 lượt em thiếu nhi. Cụ thể là chúng tôi hỗ trợ những cái phần học bổng, rồi thì hỗ trợ những suất quà, chương trình như là Trung Thu cho em tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát. Đồng thời thì chúng tôi cũng có tổ chức chia các đoàn công tác đến tại những cái điểm địa bàn, đó là cái thôn bản vùng sâu vùng xa của huyện Bát Sát. Một đêm hội trăng rằm đáng nhớ với gần 700 em nhỏ của Dền Sáng, một địa phương vùng cao còn gặp nhiều khó khăn của huyện Bát Sát. Qua chương trình sẽ góp phần động viên các em có thêm năng lượng tích cực, cố gắng vươn lên trong học tập để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.